heo này chuyển bố cho anh em này. Bố 341 đang đợi xe. Hello anh em nhé, hôm nay chuyển bố cho anh em đây. Đây chuyển cũng tương đối là nhiều. Rồi chuyển một mẻ cùng một xe cho anh em luôn. Đây là con bổi 336 của anh Hải Nét này, bên xe Tam Hiệp Đồng Nai này. Đây là con của anh Kỳ này, đầu cũng Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai. Hai con bổi VIP 342 và 343. Đây là con bổi lồng này. Chim đợt này thì nó rất là khá là to và đẹp, to dài đẹp. Đấy, anh em thấy chưa? To dài và đẹp chưa? Đây là hai con bổi của bác Thái Đặng Phú Yên, hai con cũng một cặp 338 và 338 và 339. Đó, con 338. Còn đánh dấu số ở đây luôn cho anh em này. Nên là phân biệt cho nó dễ. Anh em mà cần bổi liên hệ với mình nhá. Nếu đúng chiều không ai đăng ký 6357 ship Bắc Trung Nam cho anh em luôn. Anh em thấy nhà mình lồng tắm rất là nhiều. Nhiều chim nên là mình dùng rất là nhiều lồng tắm. Đấy. Hôm qua chuyển cũng mấy con này rồi. 337 335 của hai ông Đắk Lông.